những hai cái con với người mang thịt với con người mang trước tiền ạ. Bây giờ đi vô coi Happy cùng ba mẹ bây giờ xem vũ trụ Phật giáo 3D. Xem vũ trụ Phật giáo 3D nha. Yeah. Yeah, let's go. Đông lắm luôn, xếp hàng rất là lâu luôn. Thank you.
thiện trước khi rời khỏi khu vực đại sảnh. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn cuộc tâm linh Tây Vũ Đà Sơn Chí Viết Thanh. Chúc quý khách có một hành trình tuyệt vời tại Sơn Quê và Đầy Mạo Thần. Xin chào và hẹn gặp lại trong thời gian tới. Nay đổi là năm 2024 đã đổi vũ trụ 3D trở thành là vũ trụ Ngân Hà và giới thiệu về núi Bà Đen, về tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn nha cả nhà. Hoàn toàn khác hẳn với vũ trụ Phật giáo 3D lần trước nha. Mới hoàn toàn luôn. Wow. Bây giờ gia đình Happy đang coi trình chiếu phim 3D vũ trụ Phật giáo, nhưng mà bây giờ mới hoàn toàn, không còn giống như là năm trước nữa nha cả nhà. Bây giờ là chiếu về Thiên Hà, về núi Bà Đen, rất là đẹp luôn. Gia đình Happy sẽ cập nhật bản mới nhất. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày lễ khai quang tượng Phật Di Lạc lớn chưa từng có, thì gia đình Happy sẵn dịp quay hình với cả nhà cùng xem nè. Wow. Cùng với 80 vị quan Thế Âm Bồ Tát ngự xung quanh, mỗi vị mang một hình tướng hạnh nguyện riêng, tùy theo mưu cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Còn ở phía trên đây là hệ thống máy vòm. Thông qua 5 phút xem trình chiếu, quý khách mình có thể tìm hiểu, khám phá về sự hình thành của vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo. Khi trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, khi thân trí hòa đồng một, tâm thức sẽ được giác ngộ. Quý khách mình có khoảng thời gian là 15 giây để mình chuẩn bị điện thoại của mình sẵn sàng để chế độ quay phim cho bạn. Xin mời quý khách.